Xin chào tất cả các bạn, mình là An và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đoạn guitar của bài Tài liệu không có tiêu đề của Khói. Bạn nào hay nghe rap chắc lại cũng biết bài này. Hy vọng những cái bài hướng dẫn của mình nó sẽ mang đến cho các bạn cái sự đơn giản nhất có thể để ai cũng có thể chơi được. Mình đang cố gắng phát triển kênh, là rất hy vọng các bạn sẽ like video và đăng ký kênh ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn. Rồi, để mà chơi được bài này á thì các bạn chỉ còn có biết được hai bấm duy nhất thôi, đó là Mi Thứ và Re Major 7. Bài này sẽ chơi cái bộ ngang 2. Mình sẽ bỏ cái bộ ra mình hướng dẫn cho các bạn cho nó dễ hiểu. Rồi, như thường lệ thì mình sẽ để cái tab ở dưới. Các bạn cứ chú ý theo dõi tay mình đánh thôi. Và mình sẽ hướng dẫn từng nốt. Bài này sẽ rất là ngắn nên các bạn cố gắng theo dõi. Đầu tiên, về âm Mi Thứ thì các bạn sẽ để tay cho mình ở thế tay này. Một nốt ở ngang số 2, dây số 4. Mình sẽ không đánh Mi Thứ bình thường nha. Mình sẽ đánh ở thế tay này thôi. Ngón tay số ngang số 2, dây số 4. Và ngang số 2, dây số 1. Nó sẽ có như này. Ok. Và mình khi mà bass á, đánh bass dây á, bass của hợp âm Mi Thứ á, mình sẽ không đánh bass dây 6, mình sẽ đánh bass dây 4. Rồi từ 0 sang số 2 ở dây 1, mình sẽ dùng kỹ thuật hammer on tức là như thế này. Rồi, đầu tiên các bạn có thể rã từ dây 4 xuống dây 1 mà ở âm Mi Thứ luôn. Và các bạn dùng kỹ thuật hammer on nó sẽ như thế này. Ok chưa? Rồi, các bạn nghe kỹ ha. Đây. Rồi. Từ dây số 4 nha. Rồi, xong. Mình sẽ đánh không ở dây 1. 2 dây 1 tiếp. Là cái ngón này là cái ngón. Đây là mình đang đánh ngang số 2 dây 1 nè. Hammer on nè. Không. Và không ở dây 2. Ok. Rồi, tiếp theo vẫn là âm Re luôn. Vẫn là âm Mi luôn. Đánh lại như cũ. Tức là mình sẽ có hai đoạn. Rồi về phần nhịp thì các bạn có thể nghe kỹ bài hát ha, để cố gắng thuộc cái giai điệu và cái nhịp của nó. Các bạn không cần phân tích quá sâu về cái nhịp của nó là gì đâu, chỉ cần mình cố gắng nhẩm theo nó. Rồi tiếp theo mình sẽ đánh không ở dây số 2. Không ở dây số 2 nè. Rồi ngang số 5 dây số 1. Ngang số 5 dây số 1. Và các bạn bay về hợp âm Re Major 7 có tọa độ là 000222. Bass vẫn là dây 4 nha. Rồi mình sẽ nối nè. Các bạn chập, có thể chập 4 dây hoặc là chập 2 dây như trên tab nha. 4 dây tức là dây 4, dây 3, dây 2 là ở âm Re Major 7 luôn. Chậm một cái, vỗ một cái. Rồi, như này lại. Và khi mình chập tiếp theo á, mình sẽ chập dây 4, dây 3, dây 2 thôi. Tức là vẫn hợp âm Re Major 7 đó, nhưng mà mình sẽ chập dây 4, dây 3, dây 2 thôi nè. Rồi, không dây số 2, 5, chập tất cả cái dây của hợp âm Re Major 7, vỗ một cái, về chập lại dây 4, dây 3, dây 2. Tiếp theo thì là dây số 0 của ngang số 0 của dây số 2 và chập Major 7 tiếp, hoặc là các bạn sẽ chập dây bass số 4 và ngón số 2 thôi. Và chập tiếp 0 với 0 của dây 4 và dây 1. Khảy một cái ngón số 2 ngang số 1. Rồi, mình sẽ nối lại cái đoạn Re này. Rồi, mình có thể
nó một đoạn như thế này. Rồi, các bạn cứ thế mình lặp đi lặp lại thôi. Nó chỉ có như thế thôi. Các bạn có thể thêm một số kỹ thuật như là đập bam đập hoặc là rồi cái đó thì tùy cách chơi của mỗi người. Mình chỉ cố gắng hướng dẫn các bạn một cái sườn thôi, rồi các bạn cố gắng phát triển từ nó lên. Nhớ đăng ký và theo dõi kênh giúp mình ha.